Chào mừng cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay sau mấy ngày thôi nhưng mà chúng tôi quay lại với cái lô mai này này, thì cả nhà thấy nó đã phát triển như thế này rồi cả nhà, phát triển rất là nhanh nha cả nhà. Mai nó đang trong cái thời kỳ phát triển mà, thế này chúng ta thấy là cứ khoảng một tuần quay lại là thấy khác rồi đó cả nhà. Đây này, mai lùm này đẹp nha cả nhà nha, chỉ tàn đều nha. Đây này cả nhà xem này, chì này đều xín chì luôn nha. Đó, để cho cô chú anh chị các bạn xem, dưới đây cũng đã có cổ này, dưới đây cũng đã có cổ này cả nhà này. Đó, cho cả nhà xem nha. Lô mai này chị về chị lấy ấy đi, chị lấy băng keo với ấy. Yeah. Mấy cái cây này có tưới cho nó một chút không? Tưới vô sương chút, tưới cái nào cũng không sợ đi á chị à? Vô sương lát chút cho nó có lá. Cái đây này, cái đây mấy cái cây mà em chuẩn bị lấy này. Đây này cả nhà này, hôm nay em sẽ lấy 3 cây cho khách nha cả nhà. Đây, 3 cây để lấy cho khách này. Đây cả nhà xem cái lô mai này nha. Mai đây nó không bao nhiêu tiền thôi này cả nhà, chứ chứ này nghĩ đến một ít thôi. Mua một vài cây về chúng ta chơi tết nha cả nhà. Đẹp chưa cả nhà? Đấy, trời đẹp nha. Cả nhà xem nữa. Đây cả nhà này. Nhìn ở tại vườn đây tôi cắm mấy quá trời cây đây luôn cả nhà. Cây nào nhìn thấy nó còn đấu nó hoa mắt luôn rồi cả nhà. Đây này, ta xem này. Đây nha cả nhà xem này. Đó. Rất là nhiều cây cho khách hàng lựa chọn này. Đây chúng ta xem này, lùm và dù đều có hết nha. Cái lô này tới mấy trăm cây là cả nhà, để cho cô chú anh chị các bạn tha hồ lựa chọn nha. Đây cả nhà xem này. Đó. Đây. Rất là ok nha cả nhà. Đây này, bắt đầu có củ đế này cả nhà này. Có củ đế này, đây này. Đây nó bắt đầu có củ đế nha. Để cho cô chú anh chị các bạn chúng ta cứ yên tâm nha. Khi mà chúng ta mua một cái lô mai này. Đây, bây giờ về chúng ta trồng thay đất đi. Đất đây bắt đầu có dấu hiệu là bị rẻ đất cả nhà này, củ đế này. Đây này, có dấu hiệu bị rẻ đất nha cả nhà nha. Đây là củ đế này. Rồi, củ đế này cả nhà này. Trời đây này, trời củ đế lên đó. Mấy hôm trước thì cái chỗ khu vực An Nhơn nó mưa cả nhà, em ra nước lõm bõm mà. Vậy chúng ta có thể tạo lại chi tàn nha. Đây, ta về chúng ta tạo lại chi tàn. Đây, cả nhà xem này. Để chị cái vườn đây có còn vườn nào nữa không hay là có đây không? Còn chứ, ở dưới kia nhiều lắm. Ở đâu? Ở dưới ruộng, dưới sắt mình cái mới ba sào. À, ba sào. Thế hôm nay anh làm cái đó hay sao? Nhà à. Đây cả nhà. Nó bị cháy cái lá đây là sao chị ạ? À? Cái lá nó bị cháy đây là sao? À, thiếu nước là nó cháy à? À đó. Hiện tượng cháy lá đây cả nhà này. Hiện tượng cháy lá là do thiếu nước nha cả nhà. Đó là theo cái giải thích của nhà vườn đó. Cho nên chúng ta cũng phải tưới cho nó đủ nước nha. Không là có hiện tượng cháy lá. Đây cả nhà xem này. Đây cũng hiện tượng cháy lá này. Cháy lá đã diễn ra này. Đó. Đây nha cả nhà. Hiện tượng cháy lá. Thì em quay rất là từ từ để cho cô chú anh chị các bạn xem nha.
đây này, đây nó chiều cao của nó khoảng độ 60 phân này cả nhà, cái cây nhỏ nhỏ gì mà cao 60 phân nhỉ cả nhà. Đó. Để cho cô chú anh chị các bạn xem đây này, đây đã khống chế chiều cao này, cây này đã khống chế chiều cao rồi cả nhà. Đây nha, cây này thì chúng ta về chúng ta chăm sóc này, chúng ta tạo lại ví dụ cái tàn dù này, cây này chỉ tán rất là đều nha. Đây là cô chú anh chị các bạn xem này. Nha, em rất là từ từ để cho cả nhà chúng ta xem nha, tham khảo cái lô mai này nha, tới mấy trăm cây lần cả nhà. Đây cả nhà xem này. Đây này, đã vườn này vườn bấm sơ hết rồi nha cả nhà, bấm quay cái lô này để cho khách hàng có thiện chí nha, thì chúng ta mua một vài cây về chăm sóc cho vui. Như đây bắt đầu chúng ta hai chậu là bấm cái chậu lên là bắt đầu có đế dưới rồi cả nhà này. Cái ngón tay cái của em to hơn ngón tay cái nha cả nhà, chỉ tản tương đối đẹp nha cho cái lô mai này này. Vậy chúng ta chăm sóc rồi chúng ta sửa thêm nha cả nhà, sửa thêm chứ bây giờ mai này dạng mai đang trong quá trình phát triển mà. Ủa cái cây này sao bỏ đây chị, không chăm sóc nó, nó đang có bông rồi này. Cái cây này nó không đủ chi ấy. À. Không đủ chi à? Không đủ chi là làm miếng chăm mà. Cứ một ngày là mình tưới mấy lần chị? Hai lần. Ngày hai lần sáng chiều. Dạ. Anh nha, anh nha. Cứ một ngày thì nhà vườn phải tưới cho mai là hai lần rồi cả nhà, tùy theo cái điều kiện thời tiết. Nếu mà trời mà râm râm thì có thể tưới một lần. Đây, nắng này, củ này, củ đấy này cả nhà này, xem củ này, củ đấy này, đó. Đó, em đang cùng với nhà vườn đang trong quá trình tưới cho cây nha cả nhà. Cái lô này là tết là mình ra chợ được chưa? Dạ, lô này thì cũng được, cái mà mình có mai lớn thì mình bán mai lớn, còn cái đây nó còn mấy thì mình để từ từ cũng được, đi cũng được. À, dạ. Có nghĩa là nếu mà năm nào mà hút mai thì mình đưa cho ra luôn thôi. Dạ. Cả nhà hôm nay thì em vô nhà vườn trong lúc mà chị chủ chỉ đang tưới cho cây nha cả nhà. Một ngày trong cái điều kiện mùa hè thì nhà vườn phải tưới cho cây hai lần. Đó, vì mùa hè trong này nó nắng ăn nhơn, nó nắng nóng luôn cả nhà, nó nắng nóng lắm chứ không phải là như các cái nơi khác này. Để cả nhà xem nha, em quay mang tính chất là tổng quát giới thiệu lô mai thôi nha cả nhà nha, để cho cô chú anh chị các bạn có thiện chí thì chúng ta mua một vài cây về chăm sóc cho vui nha. Mai đây là chị chủ chị nói là bông đẹp này. Đó. Thì giảo ăn nhơn mình được bây giờ là giảo bông hai lớp không rồi cả nhà, hai lớp là nó gồm 8 cánh và 12 cánh, có những cây là ba lớp luôn, ba lớp mà nó tới 16-17 cánh đó. Đấy, nhưng mà lâu lâu cái đó gọi là mai lai á cả nhà, lai cúc mà lai không hoàn toàn đó, thì nó sẽ ra được những cái cây như vậy. À, cả nhà xem nha. Đây, cái cây này tốt ở đây. Cây này là 8 mét cả nhà này. Cây này là 8 mét nha. Cây này 8 mét này. 2 4 6 8 10 90 phân cả nhà. Đối với cây mai này là 90 phân rồi. Đây cả nhà xem này. Đó. Đây chúng ta trồng chúng ta cơi lên này là bắt đầu nó có củ đế này. Đây này, giờ thấy này. Bắt đầu có củ đế rồi nha, cả nhà này. Đó, củ đế đấy nha. Cái đây là cây mai đôi này cả nhà này. Cây mai đôi này. Đây thực tế là nó hai cây chứ không phải là một cây rồi cả nhà. Hai cây không biết
khi mà họ bán họ sẽ tính tiền cây này như thế nào. Nhưng mà chắc một chặng được cũng tính một cây rồi cả nhà. Đây cái mai đôi nha. Đó. Có hai cái mai đôi đó. Đây cũng một cây mai đôi luôn cả nhà này. À đây là dáng thế nhà vườn đã chủ đích là tạo mai đôi như thế này ạ. Đây này cả nhà này. Cây mai đôi, một cây cao cây thấp này. Để cho cô chú anh chị các bạn tham khảo nha. Rất là nhiều mai đẹp nha. Mai đẹp đây cả nhà. Cái em đang chờ chị chủ chị tưới một chút cho nó xong đi để chị bó cho em đi. Đây cả nhà đó. Ok này cả nhà. Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Cả nhà mà có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Em chỉ sử dụng một số điện thoại cho cả Zalo và cho điện thoại luôn. Đó là 0836013528 nha cả nhà. 0836013528 nha. Em là Hoàng Anh Tuấn nha. Cả nhà cứ điện thoại cho em nha. Để em tư vấn cho cả nhà. Nếu có thiện chí thực sự để chúng ta mua, mà không thì chúng ta xem cho vui, ủng hộ em như vậy. Xem đã là ủng hộ rồi đó cả nhà. Xem đã là ủng hộ này. Cái cũ này cả nhà này. Cây này đã có cũ rồi nha. Cây này cũ chúng ta nhổm lên là cái cây là bắt đầu nó đẹp rồi cả nhà. Lá ra xung xuê này. Thôi cảm ơn cả nhà nha. Kính chào tạm biệt cả nhà. Và hẹn gặp lại trong các video lần sau nha.